Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh An Tài Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình tiếp tục quay cái sự kiện này nhá. Đây, ở đây thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ là hai trận trong khu vực list nha. Mời các bạn cùng theo mình luôn. Vô kèo. Đây rồi, hôm nay anh em mình sẽ mang đội hình gì để chiến đấu đây? À, anh em nào thích hắn ta review về bé Dragon nào thì hãy để lại bình luận bên dưới video nha. Để hắn ta sẽ review theo yêu cầu của mọi người cho vui ha. Chỗ này thì mình sẽ mang hai thành viên băng kèm theo một cái bé Legend Daisy, một nhân vật mới các bạn nha. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ hoàng tử băng với tuyệt chiêu lão già râu dài, hay là cái gọi là chiêu thuần chủng á mọi người. Wow, phá xong bộ giáp Titan. Bây giờ thì mình bơm máu cho tem nha mọi người. Nhưng mà để con này nó bị mất máu rồi, sau đó mình sẽ bơm hen. Kheo nhẹ. Wow, ui lượng đam to quá các bạn ơi. Tem bạn không đủ sức để cho mình thử chiêu luôn. Chỗ này thì mình sẽ bật cho tem mình một ít máu nha. Wow, bút máu thành công. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ gắn thêm một cái bộ giáp cho tem nữa. Ngon lành cành đào luôn nha. Vị trí này thì mình sẽ mang cái bé hoàng tử băng. Wow, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Nhân vật hoàng tử băng này của mình nó là thuộc dòng heroic và lượng đam cũng khá là ổn nha. Wow, ngon lành các bạn ơi. Victory. Đây thì còn tầm khoảng 2 hiệp nữa được ha. Wow, đây rồi. La la, vị trí này thì mình sẽ mang bé này đi. Tuyệt chiêu lửa. Ok, chỗ này thì sao đây? Bật cái chiêu đặc biệt lên. Rồi, anh em mình bị mất cái giáp rồi. Đó, bây giờ thì sẽ là Titan đi nha các bạn. Nhân vật này là Titan băng. Sở hữu sức mạnh cũng khá là ghê gớm nha. Đó, có cái bộ giáp luôn các bạn ơi. Ôi, mình có bộ giáp của Titan băng nhưng mà cái này nó vẫn mất hết một lượt nha các bạn. Hiểu luôn. Rồi, và anh em ơi, ai chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy để lại cho hắn tên một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên. Để mọi người sẽ không bỏ lỡ những cái tập mới đến từ kênh HNT Channel của mình nha. Wow, rồi vị trí này sát thương nhân 2. Tới công chuyện luôn. Wow, nhất là những bạn nào mà xem trên điện thoại thì các bạn kéo nhẹ xuống dưới video sẽ thấy cái khung này nha. Cái nút subscribe sẽ nằm bên góc tay phải nha mọi người. Bây giờ thì kích nhẹ thì chiêu đặc biệt nè. Lên bảng đếm số liền. Thay đổi chiến thuật liền, lần này sẽ là nhân vật Titan băng của chúng ta. Wow, ổn luôn. Không sao, mình vẫn còn cầm cự được nha. Đây rồi. Wow, victory cả nhà ơi. Rồi, ở đây thì mình đã hoàn thành được rồi ha. Mình sẽ trả nhiệm vụ. Tiếp theo thì sẽ là hai trận trong khu vực arena. Tới công chuyện luôn, hai trận trong khu vực arena. Wow, vô keo. Rồi. Ui, cái gì mà đam to thế? Trời ơi. Chưa gì hết trơn là mình bị bụp rồi các bạn ơi. Wow, level 60 thuộc dòng heroic luôn. Nhưng mà tem bạn nó gõ mình một cái là hơn nửa cây máu đi du lịch liền. Rồi, lần này thì hắn ta sẽ bật cái khả năng hút máu của mình lên. Đây rồi. Chỗ này thì chúng ta... Đây, nhờ tới thành viên này đi. R
Rồi lụm luôn cái đi, vậy tính sao ha. Wow, ngon lành. Bật cái khả năng búp máu liền. Đó, nãy giờ là anh em mình được 2 lần búp máu các bạn à. Wow, lần này thì mình chuyển sang hút nha. Đó, xảy luôn. Ca này phải tính toán cẩn thận mới được. U 100 mấy. Oh my god, khó rồi cả nhà ơi. À, sát thương nhân 2. Rồi, hạ được một con. Ôi, không ổn tí nào ha, đi du lịch xa bờ liền. Rồi, sử dụng tuyệt chiêu của bé trâu mũi khoan đi. Nếu như mà tem bạn nó quýt nhẹ nhẹ thì... Ui, sát thương nhân 2 luôn cả nhà. Wow, thời phải chi cái chiêu này nó hồi sớm chút xíu là anh em mình đỡ vất vả rồi. 2 thành viên đi du lịch xa bờ luôn. Ôi, khó. Chỗ này thì anh em mình sẽ mang mấy cái bé này trở lại đi. Đây. Wow, gì mạnh dữ vậy. Wow, rồi ok, liều lĩnh luôn. Lần này thì anh em mình sẽ liều lĩnh với tem bạn luôn nha mọi người. Bật cái khả năng rồi, mới vô thôi là nó quất knock out một thành viên của mình liền. Ôi, 130 mấy ngàn. Mạnh gì dữ vậy. Wow, lần này thì sẽ là bé rồng đá nha. Ôi ôi, nó còn hồi sinh trở lại nữa, chơi vậy ai chơi lại. Căng quá cả nhà ơi. Đó, ca này mình không biết là mình cầm cự nổi được không đây. Nhìn tem bạn level 70 mà 2 con là mình thấy rung rồi đó. Rồi, lõm. Được một em. Em này mong nó quýnh mình xương xương đi. What? Ui, sát thương nhân 2 nè mọi người. Wow, trận này vẫn win được. Quá tuyệt vời. Ui, thiệt là rung như cày sấy luôn cả nhà ơi. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ thay đổi thêm... Hình như là mình cần win 2 trận thôi bố ông ta. Nếu như mà xong, để mình ra mình coi coi. Đây, đây, xong các bạn à. 20.000 thức ăn. 20.000 thức ăn thì anh em mình ra đây thu hoạch nha. Xong nhiệm vụ nữa nè. Chỗ này là 3 trận trong khu vực list. Trong khu vực list hình như là mình hết đánh được rồi ấy. Cái này là phải chờ tầm khoảng 5 tiếng mấy, 6 tiếng lượt. Rồi, anh em mình sẽ vào cái khu vực arena chiến đấu nhẹ cho vui nha mọi người. Đây, vô kèo nha. Rồi, vị trí này mới vô là có một thành viên đi du lịch xa bờ liền. Đúng là chúng ta không đùa với tem bạn được ha. Vị trí này thôi, lụm được một em trước đi. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đến với khả năng hút máu nha. Wow, búp luôn. Được nhiêu hay nhiêu vậy? Rồi, tem bạn nó sẽ còn cái khả năng hồi sinh nữa. Với khả năng hồi sinh thì ca này thiệt tình là hơi gắt đấy. Ui, 150 mấy ngàn. Oh my god.
Rồi, bây giờ là đến với thành viên tiếp theo của team bạn. Nhân vật cuối cùng. Wow. Rồi, có vẻ ổn nha. Rồi, trận này anh em mình qua cửa được luôn nè. Ôi, mừng quá các bạn ơi. Đó, đây là lý do cái con Macaron Gold nó mạnh đến cỡ nào các bạn à. Nó mạnh quá ghê gớm luôn ấy. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ kiếm hai thành viên khác nữa. Lần này là một cái bé kinh công, con tiếp theo sẽ là bốn đầu luôn. Rồi, vô kèo. Lần này là phải kiếm đội hình nó vừa vừa, chứ mấy con mà nó khỏe quá thôi mình chịu luôn á. Level 70 không à. Rồi, thử thách bản thân một chút xíu xem. Ok, cố lên ha. Rồi, chỗ này của chúng ta. Ôi, con này nó có khả năng hồi sinh này cả nhà. Đó, không giỡn với bé này được rồi. Sáu mươi. Rồi, lụm luôn. Yeah, được một bé. Ui, nó trở lại nữa mấy cây. Ôi, không vui tí nào hen. Rồi, thành viên level 70 tiếp theo. Quá trời ơi, một chiêu một à. Ôi, nó sử dụng đúng một chiêu luôn các bạn ơi, không cần tới cái chiêu thứ hai luôn ấy. Ôi, giảm đam nữa mới đâu. Ôi, ca này khó với mình đây. Ây cha cha, sát thương nhân 2. Nguy hiểm chết sâu. Ôi, anh em mình còn được cái giáp hồi sinh nha. What? Cây rồi. Bởi vì cái chiêu này nó hồi là một cái thôi các bạn. Mình chỉ cần nó hồi là một cái thôi là ok rồi. Cái này nó hồi như vậy là chết mình rồi. Đi du lịch liền luôn. Wow, không cầm cự nổi các bạn ơi, team khỏe quá. Rồi, và anh em ơi, ai chưa đăng ký kênh thì hãy để lại cho hắn thêm một subscribe nha. Ở đây thì anh em mình sẽ đi thu hoạch một ít. Đây, chúng ta sẽ đi thu hoạch ít vàng nha. Hiện tại thì mình đang có là khoảng 26 triệu vàng. Mình đang còn một cái lượng vàng nó to tí ha. Đây. Rồi, cố lên nào. Ba mươi bảy rồi. Ui, 37 triệu vàng. Ui, maximum để mình thu hết cái đống này chắc cũng. Ui, và sau khi mà thu được trên 30 triệu vàng thì anh em mình có thể đi mua được đó là một cái môi trường sống cho rồng nha mọi người. Wow. Còn một cái hòn đảo cuối cùng. Ok, xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi mua nha. Đây, bây giờ là có tiền rồi nè. Bây giờ là HNT có tiền rồi nè. Đây, ngon lành. Rồi, và các bạn ơi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.